giải mã cho các bạn trò chơi ngược về quá khứ mà Willex mới đăng lên lúc tầm trưa hôm nay. Thấy kiểu what the fuck khó hiểu thế. Nhưng mà thật ra lúc xem thì mình đã không dùng não để xem nên là mình hiểu dễ cực. Và cái đặc biệt của trò chơi này đó chính là không nên dùng não. Dùng não thì các bạn sẽ không bao giờ hiểu đâu, yên tâm. Đây mình đã viết như thế này, 1 2 3 4 5 này. Cách chơi của nó rất là đơn giản thôi. Sẽ có rất nhiều lần các bạn gọi các ngón tay na, thì lần đầu tiên khi mà chỉ là một ngón tay nào đấy, bất kỳ một số nào trên tay thì đều đọc nó là số 1 hết. Ví dụ đây là số 1 thì đây sẽ là số mấy, kiểu chả hỏi ấy, hỏi là đây là số 1 thì đây sẽ là số mấy, xong rồi tiếp theo sẽ là số mấy đúng như trong video chơi nhá. Thì ví dụ này, lần đầu tiên chỉ ngón này, ok không quan tâm ngón này, mà chúng ta sẽ để ý vào số của ngón này. Nhớ là để ý vào số của ngón này là số 3 đúng không? Đấy, chỉ sang ngón tiếp theo. Hỏi số này là số mấy thì nó chính là số 3 mà các bạn vừa chỉ đúng không? Xong bạn chỉ sang ngón tiếp theo. Mặc dù đây là số 1 đúng không? Ok, không quan tâm, chứ có thể quan tâm đến số mình vừa chỉ thôi, thì nó chính là số 2. Và nhớ đây là số 1 nhá. Xong chỉ vậy đây là số mấy thì nó thì cái ngón này sẽ mang cái số mà cái ngón trước lúc đấy bạn vừa chỉ là mình chỉ số 1 đúng không? Thì nó chính là số 1, hiểu chưa? Nói chung là bạn không quan tâm tất cả các số trên tay, mà nó chỉ cần là nhớ cái số đằng đúng rồi, nhớ cái số đằng trước mà bạn chỉ là cái số gì. Thế xong rồi thế đó. Chơi thử một lần nhá. Ok. Ngược về quá khứ này. Này, nếu đây là số 1 thì đây là số mấy thì cái ngón này nó sẽ là cái số này. Đây là số 4 đúng không? Đấy. Thế đây là số mấy mà đây là số 2 thì lại cái số này. Đây chính là số 2. Đây là số mấy? Số 5. Thế đây là số mấy? Số 3. Đây là số mấy? Đây là số 1. Đây là số mấy? Đây chính là số 2. Yeah, hiểu không? Nhớ là không được dùng não để chơi, chúng ta phải chơi